Nói đầu tiên Dương Hữu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất hôm nay từ thiện 7 trao quà của em gái Đài Loan Ngọc Phơ, hỗ trợ một phần 100.000. Đây là chương trình giúp cho bà con nghèo khó khăn trong mùa dịch, gồm có nước tương, nước mắm, dân bột ngọt và phụng mì. Dương Hậu thay mặt người nghèo dùng sâu cảm ơn Ngọc Thơ, chúc cho em và gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Xin mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện để xem hoạt động của hội từ thiện. Cảm ơn quý vị đã dành nhiều phút xem chương trình này.